Nhớ quê cuộc sống ở Mỹ. Xin chào cả nhà, mời cả nhà vào bếp với em nha. Cả nhà bỏ cà rốt với củ cải trắng vô cái nước súp nha cả nhà. Cái nước súp này là bắt bồ như cầm tay hết cả nhà. Đó, cả nhà bỏ vô cho nó sôi nha cả nhà. Tại vì nước súp em hầm rồi, bây giờ em bỏ cái này vô thôi. Giờ bên đây em bắt một cái chảo, em bỏ xả vô, bỏ dầu vô để mình xào xả với nấm đó cả nhà. Cho nó ngon cả nhà. Okay. Cho xả thơm lên đây cả nhà. Em chuẩn bị hủ tiếu này, con lựa con bỏ hành lá lên. Em chuẩn bị dĩa rau, dĩa ớt cắt thịt. Cho mình có cái hủ tiếu hấp dẫn này cả nhà, hủ tiếu chay này cả nhà. Cái nhà xào xả cho thiệt là thơm nha, xả thơm nó mới ngon nha cả nhà. Nấu hủ tiếu cho của em nó lẹ lắm cả nhà. Trong em nồi nước súp cả nhà thấy nó đang sôi rồi, thành nước súp đó cả nhà, hành ốc bồ với cần tây á cả nhà. Cả nhà lấy cái nước trước rồi cả nhà mới vớt ốc bồ với cần tây cả nhà bỏ cả nhà. Rồi cả nhà hầm cho nó sôi lại, xong cái cả nhà bỏ cà rốt với củ cải trắng vô. Mình cho cái nồi nước súp ngọt đó cả nhà, nó rất là ngọt, nó rất là ngon. Bây giờ xả của mình thơm rồi nè cả nhà, đó, em nghe mùi thơm nè. Mình đừng có để cháy quá nha, xả cháy quá nó không ngon nha cả nhà. Nó thơm lên nó là được nha cả nhà. Đó. Rồi bây giờ em bỏ nấm vô nha. Nấm em cắt sẵn nha cả nhà. Nấm mình xé ra, cắt là xé ra nha cả nhà. Cái này xào chung cái thấm với xả cho nó thơm cái này. Rồi cái này nó hủ tiếu chay thôi, kiểu em ăn nó ngon lắm cái này. Để thịt đẩy vậy đi, tháng này đó cái này, cái này nếu mà ăn tốt cho sức khỏe đó cái này. Cái này xào lên cho mình một tí bột nêm vô nha. Cái này là bột nêm chay nha cái này. Cái này xào đều lên. Mình lấy cái chuối vô cho mình trộn đều lên. Cho nó thấm gia vị vô. Mình bên đây cái nồi súp của mình nó sôi rồi nè cái này. Cái này thôi, mình cũng vớt bọt cho mình. Mình rửa cái muỗng, rửa cái muỗng xong rất là ăn đỏ nha. Ăn đỏ bọt xong cái bắt đầu cho mình bỏ nấm vô. Nhìn thấy không, nó cái nồi nước súp mình rất là mau. Cà rốt với cây trắng cái nhà sắc nhỏ thôi, đừng có sắc to, sắc nhỏ thôi để mình nấu cho nó ngon thôi. Sắc to với nó cho nó ngon. Thì đó em bỏ thêm một miếng nước tương vô cái nấm này cho nấm nó thấm gia vị cả nhà. Tại mình nấu hủ tiếu con mì bất cứ cái gì sẽ có nước tương như thế này nó mới ngon được. Cái nấm bây giờ nó chín rồi cả nhà, nó thấm gia vị rồi. Rồi bắt đầu em bỏ đậu hũ luôn nha, đậu hũ nè em xào chung luôn cho nó thấm gia vị đó cả nhà, nó ngon được. Nó xào chung cho cái gia vị nó thấm vô với đậu hũ chiên đó cả nhà. Đậu hũ này em mua nha cả nhà, đậu hũ chiên đó. Em không thích ăn đậu hũ nhiều cả nhà, ăn ít hơn ăn nhiều không có ngon nên em nấu ít đậu hũ. Ở bên đây em rớt cái nước, cái nước bọt em bỏ, nước bọt này là những cái cải nó ra nó không được, mình bỏ cho nó được cái màu đó nè. Đó, anh nhìn thấy không, nó hấp dẫn rồi nè, nó sôi rồi nè, đó là nó chín rồi đó cả nhà. Bây giờ em nêm vô nước súp nha, bây giờ em tắt cái bên cái này, em nêm vô nước súp nè.
bột nêm chay á cả nhà. Cả nhà bỏ khoảng 2 muỗng bột nêm chay vô. Rồi cả nhà nêm nếm nha. Nêm nếm cho nó vừa ăn. Rồi vừa ăn rồi cả nhà. Giờ bây giờ em bỏ nấm với cái đậu hũ hồi nãy đó mình nấu ở bên đây đó. Đó cả nhà thấy không? Nấm với đậu hũ hồi nãy đó. Cái mình bỏ vô cái nồi nước súp cho nồi nước súp nó đậm đà nha cả nhà. Đó. Mình có cái nồi hủ tiếu hấp dẫn luôn cả nhà ơi. Hủ tiếu này hủ tiếu đặc biệt đó cả nhà, hủ tiếu chay. Cái chay đặc biệt cả nhà ơi. Đây thấy hấp dẫn chưa? Nồi hủ tiếu hấp dẫn. Ăn rất tốt cho sức khỏe. Rồi em trộn đường lên. Hủ tiếu mình ngon quá cả nhà ơi. Em đổ cái nước sốt mà hồi nãy mình làm đó cho nó thấm vô cái nước súp đó, cho nó ngon nha. Rồi bây giờ em trộn đều lên. Rồi em chuẩn bị một cái tô với rau rồi mình ăn kèm với hủ tiếu nha cả nhà. Vậy nêm nếm lại cho nó vừa ăn chưa, nó ngon chưa, xuất sắc luôn cả nhà ơi. Bây giờ em chuẩn bị một cái chén nha, em để em nêm hủ tiếu ăn với hủ tiếu nha cả nhà. Đó em bỏ nước tương ớt nè, nước tương ăn phở nè, em cho nhà ăn tương ớt với tương phở nè. Đó là một cái chén rồi nè, cái đậu hũ em mua toàn nè. Đó bây giờ mình chuẩn bị nha, có nước tương nha cả nhà, ăn nước tương cả nhà ăn nha. Em thích ăn tương phở với tương ớt. Đó bây giờ mình chuẩn bị qua đây. Em tắt bếp nha cả nhà, rồi để lửa riu riu cho nó nha. Đó giờ mình chuẩn bị một cái dĩa, dĩa rau, có rau diếp cá, ớt em cắt sẵn nè cả nhà. Đó rồi bắt đầu mình chuẩn bị cái kho hủ tiếu. Hủ tiếu cả nhà luộc á, cả nhà biết luộc mà phải không? Đó bây giờ em múc ra nè, múc cà rốt nè, nấm nè, đậu hũ nè. Đó, thấy không? Hấp dẫn chưa? Rồi. Đó, có nước súp vô. Rồi, mời cả nhà vào bếp Nhớ Quê Cuộc Sống Ở Mỹ làm món hủ tiếu chay với em nha. Đó em chuẩn bị mấy cái tô hủ tiếu nè, để em chút em muốn ăn lấy ăn nè cả nhà thấy không. Nhà nhớ like, đăng ký, share, subscribe Nhớ Quê Cuộc Sống Ở Mỹ please. Thank you for watching, see you next video, bye.